Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình đến đây thì cũng gặp một cái phân khúc rất là rẻ, 900.000. Đàn này nó là khóa đúc các bạn nhé, 900.000 có khóa đúc thì rất là đẹp rồi. Đây, mẫu mã chất lượng của nó thì bây giờ các bạn, mình sẽ test luôn cho các bạn nghe chất lượng của nó, âm thanh mộc và âm thanh có EQ nhé. Bây giờ mình sẽ test âm thanh mộc trước. Rất ổn nhá, nghe rất là ổn, mình cảm thấy rất là ổn nhá. Bây giờ mình sẽ thử test âm thanh có EQ. Mình thử kẹp capo lên xem nó có bị chói không hay là bị chênh âm. Đấy, các bạn nghe rõ chưa? Đấy là vừa âm mộc và vừa âm EQ, giá 900.000. Và sau đấy thì nếu mà có các combo khác thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với shop. Đấy, hoặc liên hệ với mình thì nó sẽ rõ hơn với các combo tiếp theo của nó. Đây. Khóa đúc các bạn nhé. Ok.